quay về nương tựa hải đảo tự thân. Chánh niệm là bụt soi sáng xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm. Nấm uẩn là tăng phối hợp tính cần, thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng nước tình lặng chiếu không gian thênh thang.